Hôm nay á mình cũng quay cho bà con xem về cái clip mà kỹ thuật đào hố trồng cà phê. Thì ở với clip này mình quay rất là trực tiếp cho bà con xem về cái kỹ thuật đào hố trồng cà phê, đó là giống cà phê TNR4. Thì đây bà con nông dân thì mình quay rất là chi tiết về cái việc mà đào hố trồng cà phê. Thì cái về cái khoảng cách cà phê trồng TR4 á, thì mình khuyên bà con nên trồng theo khoảng cách là 3m 3m. Còn nếu bà con có nhu cầu nào trồng xen cây ăn quả vào, nếu muốn cho rộng và thoải mái thì con trồng 3m rưỡi 3m rưỡi, đó là tùy vào bà con, đó là tùy vào mục đích sử dụng của bà con mà chúng ta có những cái khoảng cách trồng khác nhau. Thì đó là cái việc mình hướng dẫn sơ về cái việc đào hố. Thì về cái hố thì mình khuyên bà con đào kích thước hố là 40 x 40. Thì đó là tùy vào bà con, thì có những bà con thì dùng máy khoan, có thể là dùng khoan cắt mũi chuẩn như là 60 60 60 40 rồi 40 40, đó là tùy vào vùng đất của bà con, đất nghiêng, đất bằng hay đất trũng hay đất dốc. Thì với những cái cơ bản đó, mình khuyên bà con trồng đào kích thước hố là 40 40. Thì về việc đào hố xong á thì con thể bón lót mình, đó là phân chuồng. Thì mỗi hố bà con có thể bón cho mình là 5 kg phân chuồng. Có thể là một số vùng đất nào mà kiến nhiều á thì bà con có thể bỏ cho mình là thuốc mối, thuốc kiến, để tránh tình trạng mà cà phê chúng ta trồng lên nó bị dế mối kiến nữa, những con mà côn trùng á, gây hại dưới đất á, để chống tình trạng ăn thối rễ chúng ta, cây trồng chúng ta sẽ chết. Sau đó bà con phải đảo đều đất chúng ta đi, đảo đất ở dưới cho tơi xốp đi. Hầu như đất vào mùa mưa ở khu vực Đắk Lắk chúng ta hầu như đều tơi xốp hết. Đó là những cái khu vực mà mình hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng cây cà phê. Thì việc đào hố bón lót như thế này á thì hầu như bà con chúng ta rất phân vân, có nhiều bà con thì bón phân lăng, nhiều con bón phân chuồng. Thì đó là tùy vào cái điều kiện và cái nguồn đầu tư của bà con nông dân chúng ta. Thì nếu không có phân chuồng thì bà con có thể bón lăng cũng được, đất cũng phải xử lý, nói chung là đất luôn luôn phải xử lý nấm bệnh đầy đủ, nói chung rắc vôi trước khi mà chúng ta xuống giống. Còn đối với những vùng đất mà không có nấm bệnh á thì bà con có thể là những cái phân bón lót như phân chuồng thì bà con đã xử lý đầy đủ rồi. Hoặc sau khi trồng thì bà con có thể xử lý những dòng thuốc mà chuyên nấm khuẩn thì bà con có thể tưới gốc. Đó là tùy vào niệm bà con dân chúng ta. Đó là công việc mà đào hố bón lót. Thì tiếp theo là mình sẽ đẩy xe cà phê giống TR4 bà con xem á, cây rất là tươi tốt đẹp. Chúng ta tiến hành mà sau khi mà mua giống về á thì lựa thời tiết mùa này cũng là mùa mưa rồi, nên bà con trồng cà phê cho mình. Thì mỗi bà con nông dân chúng ta có những cây trồng khác nhau, nhưng với cây công nghiệp á, ở Đắk Lắk của chúng ta hầu như bà con đều gắn liền với cây cà phê. Thì gần đây nhiều bà con chúng ta trồng cây ăn quả như là bơ, sầu riêng, mít, rồi na, bản cầu, nhưng rất nhiều loại cây. Thì tùy vào mỗi bà con chúng ta có những cái cây trồng khác nhau, nhưng với cây cà phê là cây luôn gắn liền với bà con nông dân chúng ta rất nhiều. Sau khi mà việc mà chọn giống xong á thì bà con tiến hành cho mình là rễ cọc, rễ cái của cái cây cà phê dưới đáy á, tầm khoảng có một phân, con cắt đi, cắt những cái rễ đó. Mình quay rất là chi tiết cho các bạn và con xem nha, mà cái công tác mà cắt một phân của cái rễ cái, rễ cọc của cây cà phê ta trồng, con dùng những cái dao nó bén lên mà con rọc cái phần dưới đít hay gọi là dưới đáy của cái rễ, chúng ta cắt những cái rễ cái đi, chìm của cây cà phê đó. Thì cái này vừa làm vừa quay vừa nói nên là đôi lúc nó hơi mệt, nên bà con thông cảm cho mình. Đây qua rất là chi tiết các bạn xem đó. Mình nhắc lại là hố rồi phân bón, bón lót bà con bón như mình nói. Có thể bà con bón những cái dòng phân lăng hoặc phân chuồng, đó là tùy vào điều kiện và mỗi ông cân. Sau khi mà cắt cái đế rồi á, bà con đặt cho mình cái gốc của cây cà cho nó thẳng. Mình nhắc lại là bà con nên không nên trồng cà phê quá sâu nha. Đó mình nhắc nhở lại. Và tiếp đó bà con rọc cái bịch ra và tiến hành giữ cây cho chặt, và chúng ta để theo chiều thẳng đứng, chống cây bị nghiêng ngã, độ ngã. Sau đó chúng ta tiến hành là lắp đất. Cái việc lắp đất sau khi lắp xong thì con có thể vỡ dện chặt đất xung quanh cho cây chúng ta nó cứng cáp hết đi, và tiến hành chúng ta dùng cuốc xới đều xung quanh và banh bồn cho cây bơ, cây cà phê chúng ta cho nó đều tán. Thì mùa này cũng mùa mưa rồi, sau khi trồng xong thì con đợi thời tiết mưa thôi. Còn nếu không mưa thì con muốn tốt á thì con có thể tưới nước, đó là tùy vào cái thời tiết mà thổ nhưỡng của mỗi vùng. Thì như mình chia sẻ thì vào bà con đa số trồng cà phê á thì con hay trồng vào mùa mưa,
Thì thế nên qua đó cái công tác mà tưới nước thì nó cũng khỏe và rất là nhẹ nhàng cho bà con. Con có thể chủ động được. Đó là vấn đề khi mà trồng cây cà phê TNR4. Đó là mình chia sẻ về cái kiến thức của bà con nông dân mỗi vùng miền, đó là trồng cây cà phê. Thì với video này mình làm cũng rất là cụ thể và rất là chi tiết cho bà con xem. Thì qua đây á, thì những bà con nào chưa trồng hay không trồng là con có thể tham khảo được về kỹ thuật trồng cà phê. Còn đối với những bà con nông dân nào á, thì trồng thì con có thể tham khảo đối với vườn cà phê của mình. Thì clip này mình cũng quay và chia sẻ cơ bản về vấn đề về kỹ thuật trồng cà phê. Xin lỗi bà con à, dạo này làm clip bơ sầu riêng nhiều quá nên khi quay cây cà phê mình cứ nói nhầm qua bơ sầu riêng, nên bà con thông cảm nha. Đó, sau khi trồng xong mà con tiến hành lấy cuốc cào xới xung quanh bồn cho nó đều. Mình nhắc lại là không nên trồng cây cà phê sâu, mà con nên trồng cạn vừa thôi. Về hố thì con tiến hành có thể dùng máy hoặc dùng cuốc đào, đó là tùy vào mỗi điều kiện của mỗi bà con nông dân khác nhau. Đa số bây giờ có điều kiện hết rồi thì bà con đa số dùng máy là khoan hết. Tiếp theo thì tới cây thứ hai, mình cũng quay hai cây để con xem. Cũng cày xới đầy đủ hết. Thì nông dân của chúng ta thì hầu như là rất là nhanh gọn lẹ, trồng rất là nhanh. Nói chung là xới phân chuồng hết đầy đủ rồi, xuống giống và lắp đất thôi. Đó là những cái mình nói sơ cơ bản thôi. Thực chất thì trên video mình làm á, thì bà con và nông dân xem rất là kỹ và rất là chi tiết rồi về vấn đề mình làm. Về giống thì bà con chọn những giống cà phê mà bà con thích và có thị trường, và có cây giống, những cây giống nó đạt thì bà con trồng. Hiện tại bây giờ có rất nhiều giống như xanh lùng TR9 và TR4. Đó là tùy vào bà con. Thì bà con cũng nhìn clip mình đã xem á, nãy mình cũng nói rồi là bà con cắt cái rễ cái ở dưới. Rồi cái thứ hai nữa là rọc bị và đặt cây thẳng đứng lên, sau đó lắp đất. Thì đó là những vấn đề cơ bản mà hầu như nông dân chúng ta ai cũng rõ rồi. Mình chỉ nói sơ lại vấn đề này thôi. Một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên Trái Cây Theo Mùa Có Lắc này. Xin cảm ơn bà con. Mình sẽ luôn luôn cập nhật những video hay mới nhất cho con nông dân trong giai đoạn này khi mà trồng cây cây lương thực, cây ăn quả và cây trồng. Thì để cho những vùng miền, những bà con chúng ta chưa xem được thì có thể xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.